MOF. Thì bữa hôm nay mình có một cái món quà từ Germany các bạn. Các bạn biết Germany không? Germany là Đức đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn tại sao cái em gái này tặng quà cho mình. Thì đây là một cái món quà của một em gái, gọi là em cái nuôi các bạn. Em cái nuôi của mình, mình mới nhận được một em gái nuôi các bạn. Thì có một em gái nuôi, không? Mình nuôi nhiều em gái đó các bạn. Thì em gái này từ bên Đức gửi tặng cho mình một món quà. Em gái này có cái channel của YouTube là Sưng Mận Germany. Các bạn hãy qua ủng hộ kênh của em gái đây nhé. Thì bữa hôm nay mình mới nhận được cái món quà thì từ Đức của em gửi cho mình, cho nên mình rất là vui và mình rất là chia sẻ, mình muốn chia sẻ với các bạn cái món quà này, tại sao em gái lại tặng quà cho mình. Thì bây giờ mình sẽ để món quà nó qua bên đi các bạn ơi, để mình uống cà phê cho nè. Các bạn biết không, cái cảm giác mà được người ta, cái cảm giác mà được người ta tặng quà đó rất là sướng các bạn, được người ta rất là sướng. Thì khi mà mình nhận được món quà này của em này, mình rất là vui các bạn, tại vì cái món quà này nó từ nước Đức gửi qua luôn các bạn ơi, biết không? Từ nước Đức mà qua bên Mỹ là các bạn phải bay về 13 tiếng đồng hồ, cũng giống như là từ Hàn Quốc mà các bạn bay qua Mỹ vậy đó, ok? Thì em này đã gửi cho mình một món quà, em này gói rất là đẹp, có em rất là có lòng các bạn. Mình bây giờ mình xin một phút để cảm ơn em Sưng Mận Germany. Thì chúc kênh của em được thành công và chúc gia đình em hạnh phúc, ok? Thì bây giờ mình sẽ kể câu chuyện tại sao em Sưng Mận Germany lại tặng quà cho mình. Các bạn biết không, cách đây một năm về trước khi mà mình rảnh rỗi trên Facebook thì mình có đăng một cái video clip là làm YouTube mỗi tháng kiếm 60 triệu, làm YouTube nhiều tiền. Thì có rất là nhiều người nhảy vô hỏi mình là anh Nhân ơi, làm YouTube có thiệt sự kiếm được tiền không? Anh Nhân đừng có gạt em nha. Thì trong đó có một người là anh Tuấn Bầu Trời Cali và em gái này tên là Sưng Mận Germany. Thì hai em này nhảy vô nhắn tin cho mình. Ở trên anh Tuấn nhảy vô nhắn tin cho mình. Trời, mình kêu anh Tuấn bằng em luôn bạn. Thì anh Tuấn nhảy vô nhắn tin cho mình là kêu mình chỉ làm YouTube, thì bây giờ kênh của anh Tuấn rất là nổi luôn, ok? Thì bây giờ mình dẹp một bên đi, dẹp Tuấn một bên đi, đừng nói chuyện nữa. Bây giờ thì tới em Sưng Mận Germany, thì em nó cũng hỏi mình một câu là anh Nhân ơi, anh Nhân có thể nào chỉ em làm YouTube không? Thì mình cũng giúp em Sưng Mận Germany tạo một kênh YouTube riêng cho em, và mình đã làm hình này nọ luôn, nói chung là từ A tới Z luôn. Thì sau khi mà kênh em làm rồi thì em mới nói mình là anh Nhân ơi, em cảm ơn anh Nhân, không biết anh Nhân có thể cho em địa chỉ nhà không để anh em gửi anh một món quà. Thì cái em này, em gái này đã ngỏ ý là tặng quà cho mình cách đây mấy tháng trước rồi, nhưng mà mình nói với em đó, thôi em làm YouTube chưa có kiếm được tiền, được không, đừng có tặng, không? Tại vì cách đây mấy tháng trước em đã kêu mình là đưa địa chỉ nhà rồi, các bạn hiểu không, giống như là để cảm ơn mình đã làm bỏ thời gian ra làm kênh YouTube giùm em gì đó để em gửi tặng một món quà. Thì nhưng mình nói thôi bây giờ làm YouTube nó chưa kiếm được tiền, từ nào kiếm được tiền rồi hãy tính. Thì cho mãi tới 5 tháng về sau, có nghĩa là hôm tuần vừa rồi, thì kênh của em đã bắt kiếm tiền và kênh của em đã được chạy quảng cáo và đã được kiếm được tiền các bạn. Cho nên em lại nhắn tin cho mình, em nói là anh Nhân ơi, anh Nhân nói với em là khi mà kênh của em được bắt kiếm tiền á, thì anh Nhân cho em địa chỉ nhà để em gửi tặng anh Nhân một món quà. Các bạn biết không, có nhiều người hỏi địa chỉ nhà của mình lắm bạn, tại vì họ định gửi quà cho mình, nhưng mà mình rất là ngại các bạn, mình không phải là giúp người ta để mình tặng quà các bạn nhé. Cho nên mình không có muốn cho địa chỉ nhà. Nhưng mà em gái thì nói là thôi anh Nhân ơi, tại vì dù sao anh cũng giúp em không, mà em không gửi anh thích kỳ lắm. Thì cuối cùng thì kênh của em đã được kiếm tiền và em đã gửi tặng cho mình một món quà các bạn. Okay. Thì một món quà này mặc dù nó không có phải là mắc tiền lắm, nhưng mà nó là một cái món quà gọi là rất là có ý nghĩa các bạn. Tại vì trong này có một lá thư đó, lá thư này của em gửi cho mình mà mình chưa đọc, nó con vợ mình nó giấu các bạn, vợ mình lấy lá thư cháu rồi. Thì đó chính là một cái tấm lòng của em gái gửi tặng cho mình. Cho nên mình sẽ chúc em được nhiều may mắn trong kênh YouTube của em, và hy vọng kênh của em sẽ lên vèo vèo giống như kênh của mình và kênh của anh Tuấn luôn. Đó. Thì nói thật sự thì các bạn biết không, làm YouTube á, đúng là người ta thường hay nói các bạn làm YouTube á là phải có chiêu trò, là phải có mánh khóe và phải có giống như là có duyên nữa các bạn không? Thì các bạn biết không, khi mà mình làm YouTube á, người ta nói mình không tin các bạn. Mình nói á, mình làm YouTube chỉ có 9 tháng thôi là mình đã được 100.000 người đăng ký rồi. Và mỗi tháng mình cứ kiếm đều là 2.000 đô. Có bữa lên 3.000 đô, có bữa lên 4.000 đô, có bữa xuống dưới 2.000 đô lại. Nói chung là
mình càng làm nhiều video thì càng có nhiều tiền thôi, các bạn thấy không? Nhưng mà có nhiều người á, các bạn biết không, họ nhắn tin cho mình, họ nói là trời ơi Nhân ơi, em anh thấy kênh của em làm YouTube á, mỗi một tháng kiếm 2.000 đô, anh thấy ngon quá, kênh của anh làm 4 năm trời rồi mà anh không kiếm được tiền. Thì các bạn biết không, có nhiều người á, mình đang kể chuyện mà xe bus đậu sau lưng mình, các bạn, bữa hôm nay học sinh nó đang đi học. Thì các bạn biết không, có nhiều người á, họ nhắn tin mình, họ nói trời ơi ganh tị với Nhân, quá kênh của Nhân làm có 9 tháng mà đã được 100.000 người đăng ký rồi, kênh của mình làm 3 năm trời mà mới được có 20 mấy ngàn người đăng ký à, các bạn biết không? Thì có một bạn kênh là Kỷ Nhật Tài, bạn đã làm YouTube lâu rồi mà kênh bạn không lên. Thì nếu mà các bạn thích kênh của mình thì các bạn hãy nhảy vô kênh của Kỷ Nhật Tài để bấm ủng hộ kênh của Kỷ Nhật Tài luôn. Giống như là các bạn biết không, cái hay của mình khi mà mình làm YouTube á, giống như là các bạn biết không, mình có một cái tập, giống như mình khi mà mình thấy kiếm được tiền, mình chia sẻ cho người kia kiếm được tiền, giống như mình làm kênh YouTube đi, mỗi một tháng mình làm 2.000 đô, thì mình muốn chỉ cho anh Tấn kiếm được 2.000 đô, mình muốn chỉ cho em gái Xuân Mận kiếm được 2.000 đô mỗi tháng đó, mình muốn chỉ cho mỗi người để họ kiếm được tiền. Các bạn thấy mình hay không? Đó chính là cái hay của mình đó. Thì có nhiều người họ rất là ích kỷ, các bạn, giống như hồi xưa khi mà mình làm YouTube á, các bạn biết không, mình lên mạng mình hỏi những cái người YouTuber á, không có ai trả lời mình, nó thật sự là như vậy luôn á các bạn. Mình hỏi rất là nhiều người nhưng mà họ không trả lời mình. Có thể khi mà các bạn coi kênh YouTube á, các bạn thấy là ồ cái kênh anh Nhân, sao anh Nhân nói chuyện thấy ghét quá cái kênh anh Nhân, nhưng mà các bạn biết không, kênh YouTube đó nó có hai loại. Một là người ta qua YouTube để cho các bạn coi, người ta giả bộ, giống như người ta giả bộ rất là hiền, rất tốt, nhưng mà khi mà các bạn hỏi người ta, các bạn cần người ta giúp đỡ, người ta không giúp các bạn đó. Thì khi mà mình hỏi rất là nhiều người vô YouTuber là ồ làm YouTube sao, vậy sao á, mặc dù trên mạng những cái kênh của những người YouTuber á là họ là chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của họ, nhưng mà tới khi mà mình nhắn tin mình hỏi riêng họ đó, họ không trả lời mình, các bạn, họ không trả lời mình đó. Thì cho nên mình quyết định là mình sẽ trả lời tất cả những cái người nào mà nhắn tin cho mình. Ok, à, muốn làm YouTube không, chỉ làm YouTube luôn, muốn kiếm tiền YouTube không, chỉ kiếm tiền YouTube luôn, muốn gì chỉ luôn đó. Thì mình đã chỉ rất là nhiều người làm YouTube các bạn, và bây giờ kênh của họ lên rất là nhiều, lên vèo vèo luôn, lên giống như là diều gặp gió luôn các bạn. Thì mình mới phát hiện một điều là bây giờ có rất là nhiều người làm YouTube. Thì anh mà cãi đi, giống như là tiền là tiền của YouTube mà không, mình không giúp họ thì họ cũng tự kiếm thôi. Nhưng mà cái hay cái vui là như vậy, các bạn thấy không, mình muốn chia sẻ với các bạn đó. Thì có nhiều người họ thích kênh YouTube của mình đó, họ có nhiều người họ không thích kênh của mình, có nhiều người họ thích, có nhiều người họ vô kênh mình họ nói là ồ tại sao anh Nhân không coi kênh kia đi. Nhưng mà các bạn có biết không, cái kênh kia đó, nhưng mà nếu mà các bạn cần với họ giúp, họ sẽ không giúp các bạn đó, nó là như vậy. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ cảm ơn em gái đã tặng món quà cho mình, và mình sẽ chia sẻ thêm về những cái mà làm YouTube cho mọi người, để cho mọi người biết làm YouTube kiếm được nhiều tiền hay không, và cái lợi và cái hại làm YouTube như thế nào. Các bạn biết không, khi mà ở bên Mỹ này á, các bạn biết không, ở Mỹ này khi mà các bạn làm YouTube á thì các bạn sẽ kiếm được tầm 2.000 đô một tháng. Nếu mà các bạn làm nhiều video các bạn sẽ kiếm được 3.000 đô một tháng. Thì cái số tiền 3.000 đô một tháng, 2.000 đô một tháng nó giống như là các bạn đi làm hãng vậy đó. Các bạn đi làm hãng á, một tháng các bạn lãnh được có 2.800 thôi. Mà các bạn ở nhà các bạn quay video clip á, mà các bạn lãnh được 3.000 đô là quá cha người ta rồi, nó sướng các bạn. Bởi vì khi mà Nhân Lì đăng cái video là làm nail, làm YouTube lãnh 2.000 đô, 3.000 đô mỗi tháng á, thì những cái người đi làm hãng á, họ nói mình xạo. Họ nói là trời ngồi ở nhà quay tàu lao gì mà cũng được tiền thôi, vậy ta nói đâu cần đi làm hãng đâu. Có nhiều người họ nói với mình là trời làm YouTube không dễ ăn đâu, mình thấy làm YouTube dễ ăn lắm mà tại sao họ nói không dễ ăn. Thì những cái người này họ không phải là dân chuyên nghiệp cho nên họ không biết các bạn nhé. Và sau khi mà mình chỉ em gái nuôi của mình Xuân Mận Germany làm YouTube, thì bây giờ kênh của em cũng rất là nhiều người coi, và kênh của em cũng rất là khá các bạn. Và em đã lãnh được tháng lương đầu tiên, và sau này em sẽ lãnh được tháng lương thứ hai. Thì mình rất là vui khi mà giống như mình chỉ một người làm mà họ thành công các bạn. Mình chỉ một người họ làm mà họ thành công. Còn các bạn biết không, mình rất là buồn khi mà mình chỉ một người làm mà họ không thành công các bạn. Thì cũng giống như là
làm YouTube hay là làm nail cũng vậy đó các bạn ơi. Làm nail thì mình đã làm nail là khoảng 15 năm rồi ạ. Mình đã chỉ không biết bao nhiêu người làm nail rồi không. Có mừng có mấy người từ Việt Nam mới qua các bạn phải không? Có mấy người từ Việt Nam mới qua họ nhắn tin cho mình. Họ nhắn tin cho mình, họ hỏi mình, họ nói mình là anh Nhân ơi, anh Nhân chỉ em làm nail đi. Các bạn biết không? Có mấy người Việt Nam họ mới qua Mỹ á, họ không biết làm gì, họ không biết làm nail luôn. Thì họ đi vô tiệm của mình, họ thấy mình làm nail cái họ mới kêu mình chỉ họ làm nail để họ kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Thì mình chỉ cho họ, các bạn biết không, mình chỉ cho họ. Họ làm xong cái họ phản mình bạn. Họ làm xong cái họ phản mình. Xong cái họ còn nói ngược lại nữa, ai chỉ mày mày dở vậy? Họ nói mình nói trời ơi tôi bỏ công tôi chỉ cho chị mà bây giờ chị nói cái giọng đó nữa. Các bạn thấy không? Bởi vì vậy các bạn thấy không? Ở Mỹ này á nó nói về cái cành nail á, mình đã chỉ rất là nhiều người, mình chỉ hơn 1000 người đi làm nail các bạn. Nhưng mà họ không tặng cho mình một cái món quà luôn, họ không tặng cho mình một cái món quà luôn các bạn. Mà họ còn phản mình nữa. Trong khi đó một em gái ở bên Túc, bên Germany, mình chỉ làm YouTube sơ sơ thôi mà em đã tặng cho mình một món quà rồi. Thì các bạn thấy cái tình người giữa bên Mỹ và bên Đức nó khác nhau. Mình không phải nói xấu người ta, không phải là mình cần cho một cái món quà mà mình nói xấu người ta các bạn biết không? Thì mình nói hồi xưa các bạn biết mình chỉ cái chị kia làm tay các bạn. Chị vô tiệm nail. Chỉ ngồi chỉ làm móng tay móng chân không, chị không biết làm gì chứ. Trong tiệm không ai chỉ luôn. Không, người ta tại vì nếu mà người ta chỉ cái chị đó làm á thì vài bữa nữa chị đó sẽ chia tiền với họ, đâu ai muốn đâu. Mình thấy gì mình lại mình chỉ ra, mình chỉ xong rồi cái chị này biết làm như vậy. Chị không cảm ơn mình. Xong rồi chị còn nghe mấy người kia nói nó ai chỉ mày làm nail dở vậy. Nhưng mà giống như mấy người kia họ nói sốc á. Họ nói ai chỉ mày làm nail mà xấu vậy. Cái họ nói Nhân chỉ á, Nhân nó không biết được chỉ nữa. Các bạn thấy không? Giống như là thì mình mới nói với chị á, mình nói chị á là chị biết không? Em chỉ với chị á không phải là vì em giỏi em mới chỉ với chị. Nhưng mà tại vì em chỉ với chị á là tại vì em muốn chị kiếm được tiền. Thì bây giờ chị đã kiếm được tiền rồi, ok. Còn cái chuyện làm giỏi hay không là cái chuyện của chị. Bây giờ chị nghe người ta chị nói đến giỏi, giống như cái con nhỏ này là phản bội các bạn. Thì khi mà mình mỗi lần mình gặp lại cái con nhỏ này thì con nhỏ này lúc nào nó than khổ đó, trời Nhân ơi, bây giờ chị đi làm nail khổ quá Nhân ơi. Các bạn biết không, thì mình mới nói thẳng chị cái tướng của chị là cái tướng phản bội, ok. Chị đi đâu chị cũng khổ chứ. Thì cái bản mới buồn các bạn, tại vì lời thật thì mất lòng không? Người ta nói là sự thật thì mất lòng các bạn. Cũng giống như mình chỉ cho họ làm, mình đã nói rồi, ok. Em chỉ với chị không phải là em muốn giỏi, em chỉ với chị không? Em chỉ với chị là tại vì em thấy chị không kiếm được tiền, em chỉ với chị để chị kiếm được tiền. Thì bây giờ chị kiếm được tiền rồi thì đủ rồi, còn chị muốn giỏi thì chị tự tập. Không? Thì họ phản các bạn, họ phản. Họ không tặng cho mình một món quà. Giống như là cảm ơn đó. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video này tại đây và mình sẽ cảm ơn em gái Xuân Mận Germany đã tặng cho mình một cái món quà. Mặc dù nó hơi xa nhưng mà nó thật sự thì lúc mà em gái này tặng quà cho mình đó, tại vì mình cũng không muốn em này tốn tiền các bạn. Mình cũng không muốn em này tốn tiền. Cho nên mình cũng rất là ngại khi mà mình đưa địa chỉ, tại vì khi mình sợ em này tốn tiền các bạn, mất công em này phải đi làm kiếm tiền nữa. Thôi kệ đi, cảm ơn em nha. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây, cảm ơn các bạn theo dõi kênh của mình. Ok các bạn ơi, thì mình mới lái xe về tới nhà, tại vì hồi nãy mình đi lấy cái món quà của em gái này. Bây giờ thì mình sẽ cắt vô để làm kỷ niệm các bạn nhé. Thì em gái này có tặng cho mình một chai rượu Hennessy. Tại vì hồi bữa em gái này thấy mình anh Tấn tặng cho mình một bịch khô bò, cho nên em gái này tặng cho mình một chai rượu Hennessy đó, để nhậu với khô bò của anh Tấn các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ vô mình khui chai Hennessy ra mình nhậu nhé.